Sáng ngày 24 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC và 5 bị cáo liên quan vụ nâng khống giá thiết bị y tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này. Trong phần thủ tục, chủ tòa thông báo về việc đã nhận được đơn của CDC thuộc 30 tỉnh, thành phố, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Cảm và các bị cáo là cựu cán bộ CDC Hà Nội. Một số tổ chức khác cùng hai nhà khoa học cũng có kiến nghị tương tự gửi tòa phúc thẩm. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho ông Cảm còn cung cấp danh sách hơn 430 bác sĩ ở nhiều bệnh viện, 42 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ. Những người này cùng bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu giám đốc và cán bộ CDC Hà Nội. Như đã đưa tin, ngày 12 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh và Đào Thế Vinh cùng lãnh 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Trần Duy và Nguyễn Thị Kim Dung cùng nhận 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh lãnh 5 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Nhật Cảm có vai trò cao nhất của vụ án, là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện gói thầu số 15 theo thủ tục chỉ định thầu thông thường. Với động cơ vụ lợi, cựu giám đốc CDC Hà Nội đã bàn bạc với các bị cáo khác, ấn định giá hệ thống máy móc xét nghiệm trước khi tổ chức đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang vô cùng phức tạp. Cả xã hội đang căng mình phòng chống dịch, do đó hội đồng xét xử cho rằng cần xử phạt nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Về dân sự, CDC được nhận lại hơn 5,4 tỷ đồng, tịch thu hơn 25 triệu đồng xung công quỹ.